Năm tới, năm 2011 là năm kỷ niệm 100 năm Ngài Tin Lành đến Việt Nam. 99 năm trước, gần 100 năm trước, các giáo sĩ ở Bắc Mỹ đây đã đem Tin Lành đến cho người Việt chúng ta. Và nhờ đó đã có những người tiếp nhận Chúa, Hội Thánh của Chúa đã được thành lập và chúng ta có Hội Thánh lớn mạnh như ngày hôm nay. 100 năm sau, chúng ta tạ ơn Chúa cũng từ đất nước chúng ta đã có những người giáo sĩ Việt Nam ra đi để đem Tin Lành cứu rỗi đến cho những dân tộc khác. Và một trong những giáo sĩ đó là diễn giả của chúng ta buổi sáng hôm nay là Mục sư Phạm Xuân Nghĩa. Mục sư Phạm Xuân Nghĩa cũng được sinh trưởng trong một gia đình truyền giáo. Thân phụ và gia đình của Mục sư Nghĩa đã hầu việc Chúa nhiều năm giữa đồng bào sắc tộc ở tại Việt Nam. Thật ra một trong những người con của một người anh của Mục sư Nghĩa là được đặt tên theo một sắc tộc của tại Việt Nam, Mục sư Ba Na Trung đang hầu việc Chúa ở tại Đức Quốc ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa đã kêu gọi đệ tớ của Chúa hầu việc Chúa nhiều năm trước. Mục sư Nghĩa đã tốt nghiệp y khoa ở tại Hawaii, hành nghề cho đến năm 1987 thì đi làm hầu việc Chúa với tư cách giáo sĩ tại Bangladesh. Sau đó bác sĩ Nghĩa phải về, bác sĩ nói với tôi là phải làm việc để hết trả nợ học đã rồi tiếp tục công việc giáo sĩ mà Chúa giao phó. Cho nên bác sĩ Nghĩa đã hầu việc Chúa tại Mông Cổ từ năm 2000 cho đến ngày hôm nay. Chẳng những bác sĩ nhưng mà cả gia đình cũng đã hầu việc Chúa. Ông bà và ba con xin kính mời ông bà bác sĩ Nghĩa và cháu Thiên Nhi đứng lên để Hội Thánh cùng với chúng ta hoan nghênh lời tới của Chúa. Dạ, xin kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay thật là một dịp rất là quý báu cho tôi được đến đây để chia sẻ với Hội Thánh, tham viếng Hội Thánh. Tôi nhớ cách đây là 4 năm trước cũng đã đến đây một lần. Không biết là quý vị có còn nhớ câu ngôn cổ nào không? Nhưng mà cái câu mà chúng tôi thường gọi là San Vano là xin chào quý vị. Trước hết thì tôi cũng gửi lời chào thăm của Hội Thánh Tin Lành tại Mông Cổ đến Hội Thánh Chúa tại đây. Cảm ơn Chúa là trong những năm vừa qua thì Hội Thánh Mông Cổ hiện tại có 12 Hội Thánh và sĩ số có thể khoảng chừng 700-800 người tổng cộng. Có phần lớn là những hội thánh nhỏ, chỉ có một hai hội thánh là lớn mà thôi. Do vậy thì theo truyền thống của người Mông Cổ, tôi cũng xin phép được gọi là chào ông mục sư một cách đúng lễ của người Mông Cổ. Người Mông Cổ khi chào nhau đó, nhất là những buổi lễ đặc biệt, không biết lần trước tôi có chào ông mục sư không, không nhớ có hay không. Do vậy thì cũng phải làm lại một lần nữa. Tức là người nào mà lớn, người nào mà là người gọi là trong gia đình, người nào lớn tuổi nhất đó, người nào mà và gọi là chủ gia đình thì khi chúng tôi đến, nhất là trong mùa gọi là mùa Tết đó, thì phải chào cho đúng cách. Người chủ gia đình thường thường ngồi đầu bàn và người chủ gia đình thì đội một cái mũ. Xin phép đội xin cái mũ này. Và những người gọi là những người con cháu trong gia đình hay là những người khách trong gia đình, những người nhỏ tuổi đến thì theo tục lệ thì bên Việt Nam chúng ta thì người trong mùa Tết thì người lớn tuổi phải lì xì cho người nhỏ tuổi, nhưng mà bên Mông Cổ thì ngược lại, người nhỏ tuổi phải lì xì cho người lớn tuổi. Thì này hôm nay thì xin phép tôi sẽ lì xì cho mục sư và đồng bạc Mông Cổ, và khi lì xì thì phải dùng một cái khăn. Khăn này là một cái khăn màu xanh. Thường thường thì có nhiều loại khăn khác nhau, có thể khăn màu trắng trong các ngày mà gọi là cho các vị religious, những người về trong đạo, hoặc là cho tổng thống chẳng hạn, thì những cái khăn màu khác hơn. Do vậy khăn thông dụng nhất là màu xanh, là khăn cầu nguyện. Thì chúng tôi bỏ cái khăn này như thế này trong cánh tay này và có như thế này. Và khi chào nhau thì tay của tôi phải để dưới tay của người lớn tuổi hơn mình, và gọi là như ôm và nói là Amma Bainu. Amma Bainu có nghĩa là
Xin chúc bình yên, xin xin chúc cho được an lành, amabaino. Cũng như là Chúa Giêsu khi Chúa đến với lại các môn đồ sau khi Chúa sống lại thì Chúa nói là amabaino, tức là peace be with you. Cho nên xin phép chào mục sư theo cách nghề văn cổ là để dưới tay của mục sư như thế này và nói amabaino, amabaino. Và cái nụ cười chắc vào tối ngay lập tức. Yeah. Rất là quan trọng. Thứ hai nữa là khi người Mông Cổ khi đến chào thăm nhau thì có một cái tục lệ khác là phải dùng một cái lọ quý. Một cái lọ này bằng lọ ngọc quý, có thể là cha truyền con nối lâu ngày lắm. Một gia đình có thể truyền cái lọ này cũng cả mấy trăm năm với nhau. Người cha thì truyền cho người con. Và cái lọ này làm bằng một cái hòn đá ngọc. Có thể này, nhà tôi mua cái lọ ngọc này chỉ trị giá khoảng chừng 25 đô la mà thôi. Và trong đó thì chúng tôi bỏ những cái loại gọi là thuốc hương mua từ bên Ấn Độ. Họ gọi là thuốc như là thuốc lá vậy đó. Nhưng mà thật sự có cái mùi đặc biệt. Và thường thường họ bỏ vào trong một cái bao cũng được thêu rất là kỹ lưỡng, đẹp đẽ. Cái bao này nhiều khi cũng giá tương đương với lại cái lọ thuốc này. Mỗi gia đình thì có một cái công thức đặc biệt với về cái loại thuốc này. Và khi gặp nhau thì là họ lấy cái lọ thuốc ra. Và như mục sư nào có lọ thuốc thì cũng để trong tay sẵn sàng mà truyền cho tôi, nhưng mà không có thì không sao. Và khi một lần nữa khi truyền cái lọ thuốc này cho nhau đó thì cũng phải truyền một cách thứ tự. Tức là tay phải để dưới cùi chỏ và đưa cho mục sư như thế này. Mục sư cũng phải để cái tay dưới cùi chỏ như vậy và đưa như vậy. Và sau khi lấy ra rồi thì mục sư sẽ lấy cái nắp ra để một chút như vậy và bỏ một ít thuốc màu đen đen này lên trên và để vào ngửi. Có mùi thơm nhé mục sư? Rất có mùi thơm. Rồi sau đó thì phải truyền lại cho tôi theo đúng cách. Xin cảm ơn. Rồi sau đó thì mới tiếp tục nói chuyện thêm là anh mạnh khỏe không, rồi vợ anh mạnh khỏe không, các bò lừa thú vật rồi ra sao. Và xin phép tôi sẽ truyền cái này xuống cho quý vị để quý vị có dịp ngửi thêm những cái vị thuốc của Mông Cổ. Buổi sáng hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài gọi là xây dựng hội thánh truyền giáo ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 11 từ câu 19 đến câu 30 và sau đó một vài câu nữa ở trong đoạn 13 từ câu 1 đến câu 3. Chúng ta đã đọc qua khúc kinh thánh này rồi. Do vậy thì trước khi bắt đầu chia sẻ thì tôi muốn hội thánh chúng ta cùng học thuộc lòng cái câu gốc này. Đây là cái tục lệ của tôi khi ở tại bên Mông Cổ cho hội thánh mới. Vì người Mông Cổ thì chưa có biết gì về kinh thánh hết cả. Cho nên trong mỗi buổi sáng chủ nhật khi chúng tôi nhóm lại thì trước hết sau khi mà đọc khúc kinh thánh và có một cái câu gốc phải học cho thuộc lòng. Cho nên buổi sáng hôm nay thì tôi xin phép để một vài phút cùng với hội thánh học thuộc lòng câu gốc này, và sau khi học thuộc lòng rồi đó thì xin phép là có những ai, có một số quý vị đã thuộc thì xin đứng dậy và đọc, và tôi sẽ hứa sẽ có một phần thưởng đặc biệt cho những vị đó. Chắc là không thể nào trong hội thánh của tôi thì nhỏ thôi, chỉ có 30 người, cho nên và tôi thì quyết định là để thì giờ cho mọi người học thuộc lòng câu gốc, mỗi người đứng dậy trả câu gốc hết, nhưng mà chắc là hội thánh này không có đủ thì giờ đâu, cho nên chỉ xin 5 người thôi. Cho nên chúng ta cùng đọc chung câu gốc này với nhau. Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 20. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Syria đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 20. Cho nên khi tôi dạy cho các tín hữu bên đó thì luôn là bắt họ đọc cái câu gọi là câu address trước, tức là cái câu đó ở đâu trước, rồi đọc câu gốc xong rồi đọc lại cái câu đó một lần nữa để cho nhớ.
quý vị thuộc chưa? Tôi biết là trí óc của tôi thì bây giờ đã 60 tuổi thì cũng rất là khó mà thuộc hết một cái câu gốc rất là nhanh như vậy. Nhưng mà các em nhỏ thường thường học rất là nhanh. Nhất là không biết ở đây có ai muốn học tiếng Anh hay không, có sẵn tiếng Anh đây nữa. Do vậy thì là chúng tôi thường thường học ngược dòng một chút, tức là học cái phần cuối trước rồi học phần đầu sau. Cho nên thường thường đọc chung với nhau thì tôi đọc phần cuối trước. Truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Thì chúng ta đọc cái câu đó chừng 2-3 lần thì sẽ nhớ. Truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Rồi cái phần trên cũng giảng dạy cho người Gờ-rét nữa. Truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Chúng ta cùng đọc chung. Cũng giảng dạy cho người Gờ-rét nữa. Truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Bây giờ phần trên nữa. Có một vài người quê ở Chipre và Syria đến thành Antioch cũng giảng dạy truyền. Được rồi, hay lắm. Chúng ta đặt lặp lại một chỗ đó một lần nữa. Có một vài người quê ở Chipre và Syria đến cũng truyền. Bây giờ chúng ta đọc phần trên nha. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và đến cũng truyền. Ở đâu? Công vụ các sứ đồ đoạn 11 và 20. Bây giờ có ai thuộc chưa? Bây giờ làm như thế này. Bây giờ thì cần một ông, một bà, một thanh niên, một thiếu nữ, tức là bốn người. Và nếu cần thì tôi sẽ có một cái phần thưởng rất là đặc biệt, nhà tôi sẽ trao cho quý vị. Đây là một cái gọi là cái bookmark làm từ Mông Cổ, có cái hình cái ghe có tên của tôi trên đó nữa. Xin mời đứng lên. Ai thuộc rồi xin đứng lên tự nhiên và quay. Tôi sẽ gọi là không phải là tắt nhưng mà chỉ bật qua như thế này thôi, quý vị không đọc được, không thấy tiếng Việt Nam. Ok, xin cứ tự nhiên. Ai đứng lên xin giơ tay và đứng lên. Rất là giản dị đi, tại vì hội thánh Mông Cổ chúng tôi là tranh nhau đứng lên đọc hết cho hết ngay ạ. Yeah. Có cần đọc lại một lần nữa không? Ai đứng lên xin đọc, xin đứng lên và đọc lớn. Yeah. Công vụ. Năm người. Các ông đâu rồi? Xin mời bà. Dạ, xin mời con. Mục sư tỷ. Mục sư tỷ trước. Già 60 tuổi, bà này thì là học rất là khó mà mỗi lần đứng lên là bà quên ngay à, đứng lên là quên liền à. Cho nên nhưng mà bà này sau một năm đó thì là bà này bắt đầu học rất là giỏi. Thường thường là mấy cháu của bà học trước, đất câu gốc nào cũng học, cháu học trước, nhưng mà bà này cũng ráng học và lần lần thì học rất là giỏi. Cho nên một cái điều khác mà tôi khuyên quý vị khi học câu gốc, nhất là trong mùa Giáng sinh này đó, đừng có ngồi mà học nhưng mà phải đi. Khi chúng quý vị vừa đi vừa đọc, trí óc nó sẽ minh mẫn hơn và nhớ dài hơn, cho nên nhớ là đứng dậy mà đi. Dạ. Còn hai người nữa, mới có ba bà thôi, còn ông nào không có ông nào hết cả sao?
Oh, tôi cần có một ông này. Dạ, yeah, đây. Xin mời, xin mời cục. Dạ. Công luận. Dạ, cảm ơn anh. Có ai nữa? Một người cuối cùng. Một người cuối cùng. Dạ, đây, đây. Đây, 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 đây. Quý vị thấy là cái việc học Kinh Thánh đó cũng rất là quan trọng, và nhiều khi đó mình chỉ đọc qua một lần đó thì không có để ý là cái câu đó nói gì cả, phải không? Nhưng mà nếu mà đọc đi đọc lại cho nhiều lần và đọc cho thuộc rồi đó, rồi suy nghĩ từng chữ một đó, sẽ thấy là câu Kinh Thánh này nó có ý nghĩa gì. Thí dụ như câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua đó thì như thế này là: nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Siren. Thứ nhất, những người ấy là ai? Thì theo cái tinh thần của đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy là những kẻ bị tản lạc, phải không? Bởi sự bắt bớ sẽ đến về dịp Ý Tiên. Những người tản lạc này thì là đến thành Jerusalem. Nhưng mà họ là quê từ đâu? Họ đến từ đảo Chipre, từ Siren. Quý vị biết Chipre ở đâu không? Chắc là Kinh Thánh này học trường Chủ Nhật thì biết rõ lắm, phải không? Hay là nhìn vào trong cái quyển Kinh Thánh có cái bản đồ đó. Là một hòn đảo ở trong bìa vùng địa Trung Hải đó. Chipre, Siren thì ở đâu? Ở Phi Châu. Đã. Có những người này là những người quê ở Chipre và Siren, tức là họ là người Do Thái có thể, hoặc là người có thể là theo Chúa, nhưng mà ở khi mà đến thành Jerusalem đã tin Chúa rồi, nhưng mà quê họ tại cái hòn đảo đó và tại xứ Phi Châu. Đến thành Antioch, bây giờ thành Antioch này ở đâu? Thành Antioch này không có phải còn có còn thuộc vào nước Giu-đa nữa không? Nước Do Thái nữa không? Không, ở ngoài nước Do Thái rồi. Cho nên nó ở phía bắc của nước Do Thái khoảng 300 dặm lận. Và những người này thì đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Ga-rết nữa. Trong câu 1 chúng ta thấy những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ sẽ đến về dịp Ý Tiên, bèn đi đến xứ Phê-nê-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch. Tức là họ cũng đi nhiều nơi lắm. Nhưng mà tại Antioch đây này thì nói là có chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Tức là lúc đầu họ chỉ có truyền đạo hay là làm chứng cho những người Do Thái mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Siren, đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Ga-rết nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Thế việc giảng dạy cho người Ga-rết này có nghĩa là sao? Người Ga-rết là ai? Đây là những người có thể là người Roma, theo Roma chẳng phải. Họ nói tiếng gì? À, họ nói tiếng, không có nói tiếng Do Thái, chắc là không nói tiếng Do Thái rồi. Họ nói tiếng, chắc là nói tiếng Roma, tiếng Latin gì đó. Tức là những người này cũng phải có biết một thứ tiếng khác để nói chuyện với họ. Và truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Đây có ý nghĩa là gì? Giảng đạo cho người Ga-rết nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tức là họ làm chứng, họ dạy về Chúa cho họ. Nhìn vào cái câu gốc này kỹ hơn một chút nữa thì quý vị thấy mình phải sau khi học thuộc rồi đó, mình suy nghĩ thêm và áp dụng, phải không? Kinh Thánh này để áp dụng cho chúng ta. Nhưng trong đám những người ấy, bây giờ mình thay đổi một chút đi. Có một vài người quê ở Việt Nam đi. Quê ở Việt Nam, quê ở Sài Gòn, quê ở Nha Trang, quê ở Quảng Ngãi, đến thành Orange. Yeah, đến thành Orange cũng giảng dạy cho người Việt Nam không? Người Mỹ, người Mỹ Tây Cơ, người Ả Rập, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Đây là tinh thần của câu này, phải không?
Đây là những người bị tán lạc. Họ là những người bị bắt bớ, những người tin Chúa bị tán lạc đến một thành phố khác. Người Việt Nam chúng ta có bị tán lạc không? Bị tán lạc rất là nhiều khắp nơi, kể cả trên thế giới hiện tại. Có một vài người quê ở Chiếc Rơ, quê ở Việt Nam, quê ở Nha Trang, tôi ở quê ở Pleiku, đến thành Antioch, đến thành Orange, đến thành Little Sài Gòn đây, đến thành Santa Ana, thành phố Santa Ana, cũng giảng dạy cho người Correct nữa. Giảng dạy cho người Juda hay là giảng dạy cho Việt Nam là dĩ nhiên rồi phải không? Nhưng mà giảng dạy cho người khác nữa, người khác chủng tộc mình nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu cho họ. Đây là tinh thần của cái câu gốc này, tức là những người bị tán lạc, Chúa dùng những người tán lạc này là những nhà truyền giáo, truyền giáo tại thành phố Antioch là nơi họ đương sống. Cho nên tôi cũng rất là mong là quý vị học thuộc câu gốc này sẽ thấy đây là cái câu gốc có thể áp dụng cho đời sống chúng ta, là những người bị tán lạc, nhưng mà trong sự tán lạc đó thì Chúa có một chương trình đặc biệt để chúng ta là những người làm chứng về Chúa tại khắp nơi chúng ta đi, có thể là tại nước Mỹ này, tại thành phố này, nhưng mà tại những nơi khác nữa. Cho nên buổi sáng hôm nay trong vấn đề hoạt động, trong vấn đề xây dựng hội thánh truyền giáo đó, thì tôi phải nói trước nhất đặc tính của hội thánh truyền giáo Antioch là gì? Là chứng đạo. Hội thánh này khi chúng ta vừa đọc qua những câu đó thì chúng ta thấy vài điểm về cách họ chứng đạo. Thứ nhất là họ rất là dạn dĩ. Mấy cái người mà đi bị bắt bớ này là những người bị tán lạc phải không? Tức là nếu mà không tán lạc thì sao? Ở Jerusalem thì sao? Phải vô tù à? Có thể bị chết nữa đó. Nhưng mà họ không có sợ. Sau khi bị tán lạc đi khắp nơi rồi thì họ làm gì? Họ vẫn dạn dĩ giảng đạo về Chúa. Cho người Giu-đa cũng có, nhưng mà bây giờ sẽ cho người Greek nữa. Cho nên vấn đề chứng đạo trước nhất là một hội thánh truyền giáo, một hội thánh để xây dựng một hội thánh truyền giáo mạnh mẽ như là hội thánh Antioch, và chúng ta sẽ thấy sau đó, thì đều trước hết là các tín đồ phải là những người tín đồ có tinh thần chứng đạo mạnh mẽ, chứng đạo dạn dĩ. Sau nữa chúng ta thấy là họ chứng đạo như thế nào. Trong câu 21 nói rằng tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta đọc câu gốc mà trước đó về câu Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 20 thì nói rằng ta và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa sẽ ở cùng với là các môn đồ của Chúa khi họ đi khắp nơi để giảng đạo. Và trong cái câu gốc mà chúng ta cũng thường nghe ở trong công vụ sách đoạn 1 câu 8 đó, thì sao? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Tay Chúa đây nói về quyền phép, sự hiện diện của Chúa, sự tiếp trợ của Chúa, Thánh Linh của Chúa ở cùng họ. Cho nên khi họ làm chứng về Chúa thì tay Chúa cùng họ. Cho nên chứng đạo trước nhất là cần có sự dạng dĩ, cần có quyền năng của Chúa như những tín hữu này, và họ làm chứng về Chúa. Chúng ta thấy ở trong cái câu mà chúng ta đọc đó, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Truyền tin lành, họ không có làm chứng nói về một hội thánh của họ là một hội thánh rất là đẹp như hội thánh Orange này chẳng hạn, hoặc là một hội thánh có văn hát rất là hay, phải không? Cũng được chứ, cũng là làm chứng chứ. Nhưng mà điều quan trọng của sự làm chứng là gì? Nói về Chúa Giêsu. Cho nên những người này đã nói về Chúa Giêsu một cách dạng dĩ với quyền năng của Chúa. Và họ khi họ làm những điều này thì họ đã gọi là fulfill, đã làm tròn cái mạng lệnh mà Chúa giao cho họ. Tức là gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành. Cảm ơn Chúa là trong cái công vụ cái sứ đồ động 1 câu 8 thì nói rằng các ngươi sẽ làm chứng cho ta tại đâu? Jerusalem, Judea, Samari cho đến cùng trái đất. Người các tín hữu ở tại Antioch này đã fulfill, đã làm trọn mạng lệnh này. Tức là Juda xứ Jerusalem đã xong rồi, đã có rồi, Judea đã có rồi. Và chúng ta đọc qua trong phần trên, trong đoạn 10 sẽ thấy rằng Phi-rơ đi làm chứng đã đến xứ Samari rồi, Philip đã làm chứng đến Samari rồi,
Phi-rơ đã làm chứng đến Caesarea rồi, đã có người tin chứng đến Caesarea, tức là ở ngoài đến Samaria rồi, và đến đây Antioch là một bắt đầu cho việc truyền giáo khắp cả thế gian, khắp cả thế giới. Tôi không biết là chương trình truyền giáo, chương trình chứng đạo của Hội Thánh chúng ta ở tại Hội Thánh Orange này bây giờ hiện tại ra sao, nhưng mà tôi tin chắc rằng nhìn sơ qua chương trình hôm nay cũng như vào những cái vấn đề của quý vị cầu nguyện, tôi thấy rằng Hội Thánh Chúa đây có tinh thần chứng đạo, nhưng mà chúng ta cũng cần phải theo cái đà của cái Hội Thánh Antioch này, tức là Hội Thánh của Chúa. Mỗi tín hữu có danh hay là không có danh, có trong ban chứng đạo hay không, cũng là những người tín hữu chứng đạo mạnh dạn, chứng đạo với quyền năng của Chúa và chứng đạo về Chúa, không phải là chứng đạo về Hội Thánh nhưng mà nói về Chúa. Tôi mới trong tháng 6 vừa qua thì có một dịp tiện rất là quý giá đến thăm Việt Nam ở 10 ngày, và tôi có dịp tiện đi lên thăm Hội Thánh Ngãi Giao. Không biết ở đây quý vị có biết Hội Thánh Ngãi Giao, có biết Ngãi Giao hay không? Ở đây thì có một Hội Thánh sắc tộc. Tôi được dịp nói chuyện với một sư đây và thấy một ngôi nhà thờ rất là lớn. Tôi nghĩ đó không, ở trong cái nhà thờ đó không có ghế như nhà thờ này, nhưng mà có thể là lớn gấp đôi nhà thờ này, được xây bằng gạch rồi. Trong đó thì có chắc cũng phải là 300 hay là 400 em thiếu nhi đương học thánh kinh mùa hè lúc đó, rất là đông. Tôi hỏi ông mục sư là bây giờ Hội Thánh của Chúa tại đây thì như thế nào? Đông, ông mục sư nói rất là đông, có mấy ngàn người đến nhóm buổi sáng chủ nhật vào Hội Thánh này. Tôi hỏi làm sao mà Hội Thánh Chúa và được phát triển như vậy. Thì ông mục sư kể lại như thế này là năm 1975, khi các hội thánh đều bị tiếp thu hết, thì Hội Thánh Chúa tại Ngãi Giao lúc đó chỉ là một thánh rất là nhỏ, và ông mục sư lúc đó còn là truyền đạo thôi, mới đến được một năm gì đó, hai năm gì đó, và quyết định ở lại với hội thánh, và chính quyền làm khó khăn và muốn tịch thu hội thánh, nhưng mà ông mục sư quyết định cứ ở lại và cứ giữ hội thánh. Và ông phải đi gửi ông đi làm kinh tế mới nơi xa, phải đi bộ mỗi sáng vài tiếng đồng hồ mới đến nơi vùng kinh tế đó, và mỗi chiều phải đi trở về. Đáng lẽ là họ khuyên ông mục sư là đi đến chỗ đó mà ở đi, đừng ở hội thánh nữa, nhưng mục sư nói là muốn giữ hội thánh, tại vì bỏ mình đi đó thì sẽ bị mất hội thánh, cho nên mỗi ngày đi bộ đến cái vùng kinh tế mới và mỗi tối đi bộ trở về. Nhưng mà đi bộ nửa đường như vậy thì là có một cái trạm quán giữa đường để mà vào nghỉ chân và uống nước trà. Thì ông mục sư này cứ đến cái quán đó nghỉ tại đó, và trong thì giờ nghỉ thì bắt đầu làm chứng cho những người bạn khác cùng đi đường cùng nghỉ tại quán đó, rồi tiếp tục đi làm, rồi về cũng nghỉ tại đó làm chứng nữa, rồi trở về. Cứ làm chứng như vậy ròng rã trong 3 năm. Và lúc đầu thì không có, một năm đầu không ai tin Chúa hết cả. Nhưng mà lần lần, năm thứ hai, năm thứ ba có vài người tin, năm thứ ba có nhiều người tin hơn nữa. Và lần lần cái hội thánh đó lần lần đông lên. Và khi cơ hội đã đến thì là hội thánh càng ngày càng đông ra. Và hiện tại thì Hội Thánh Chúa tại đó không những là hội thánh chính mà thôi, nhưng mà có đến 4, 5 điểm nhóm khác nữa, và mỗi điểm nhóm cũng cả ngàn tín hữu. Cảm ơn Chúa. Cho nên sự phát triển của Chúa trước nhất, của Hội Thánh Chúa trước nhất là có người chịu làm chứng về Chúa cho những người khác. Một điều rất là quan trọng. Và Chúa thật sự, nếu có sự dạng nghĩ làm chứng thì tay Chúa sẽ ở cùng. Nếu mà chúng ta gọi là có đức tin và có hành động đó, thì Chúa không có thể nào mà ở cùng chúng ta trong cái việc đó được. Cho nên tôi rất là mong mỏi là Hội Thánh Mông Cổ của chúng tôi cũng có những người tin Chúa rồi, mạnh dạn đi làm chứng, và Thánh Chúa tại đây cũng có sự mạnh dạn trong sự làm chứng đạo. Bây giờ thì hồi nãy quý vị có một cái việc làm, đó là quay qua người bên cạnh, nói là sign banner đó. Thì bây giờ quý vị có thể quay gần bên cạnh nói rằng tôi muốn đi làm chứng cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta làm như vậy đó, thì là Hội Thánh Chúa tại Hội Thánh Orange này sẽ không sớm
không sớm muộn gì nữa thì hội thánh này gấp tư, gấp ba, gấp bốn một cách rất là dễ dàng và trong những ngày tới đây. Điều thứ hai, để mà hội thánh Antioch này trở thành một hội thánh truyền giáo mạnh mẽ, chúng ta thấy là hội thánh này có sự chăm sóc tín hữu mới. Trong cái bài, trong cái tờ giấy mà quý vị nhận được đó, điều thứ nhất là hăng say chứng đạo, hội thánh ơi. Điều thứ hai là chăm sóc người tin bạn nước trời. Ở trong câu 22 đến câu 24, chúng ta thấy hội thánh Antioch được thành lập thì tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem. Hội bèn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Khi hai người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Cảm ơn Chúa là hội thánh Jerusalem này thật là một hội thánh đã trưởng thành. Cho nên nghe có một hội thánh mới được thành lập, có người tin Chúa và không biết nơi đó như thế nào, nhưng mà đã sai một người đến để săn sóc những người tín hữu mới này. Và họ chọn ông Barnaba. Ông Barnaba này thật là một người chăm sóc lý tưởng cho hội thánh Antioch. Chúng ta thấy đọc trong cái công vụ các sứ đồ thì Barnaba là người Do Thái, gốc ở Chipre. Chúng ta mới đọc câu kinh thánh trên thì nói rằng có một vài người quê ở Chipre phải không? Đến thành Antioch rồi. Mà ông Barnaba này là người gốc đâu? Cũng ở Chipre. Chà, hội thánh Jerusalem này cũng rất là hay à. Chọn đúng người lắm, là người cùng quê quán với mấy người đó để gửi đến, để có thể cùng làm, nghĩa là có một cái gọi là chung, cùng quê quán với nhau thì có thể làm việc dễ dàng hơn, có thể hiểu nhau hơn. Cho nên ông có thể liên hệ với các tín hữu quê ở Chipre đương sinh hoạt tại đó. Ông Barnaba này cũng là một người lành, chúng ta thấy một người tốt lành, một người ngay thẳng. Câu tiếp theo thì 24 nói rằng vì Barnaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Một người lành, một người đầy dẫy đức thánh linh và một người có đức tin, đó là những người, là những yếu tố rất là quan trọng để thành một người chăm sóc cho những tín hữu mới. Người có đức tin thì có đầy dẫy đức thánh linh thì là một đời sống có những bông trái của thánh linh, có sự yêu thương, có sự thánh khiết, có sự hiền lành, trung tín chẳng hạn. Người có đức tin là người như thế nào? Là người tin cậy nơi Chúa, tin vào những lời hứa của Chúa. Cho nên ông Barnaba này khi nhìn qua chúng ta thấy thật là một người rất là lý tưởng. Chúng ta cũng nhớ rằng ông Barnaba này là một người đã là một người Levi, giàu có nữa. Ngày xưa thì ông đã có tiền, có ruộng và ông đã bán hết và dân cho hội thánh. Và trong phần trước của công vụ các sứ đồ cũng nói đến Barnaba, công việc của Barnaba làm nữa là săn sóc cho ông Phaolô. Phaolô là một người đã phá hại hội thánh Chúa, và sau khi tin Chúa rồi thì đến Jerusalem để mà họ nhóm hội thánh, thì hội thánh làm sao không có muốn nhóm, không muốn gặp ông Saulơ này. Do vậy thì là Chúa đã dùng ông Barnaba này để mà đi cạnh ông Saulơ, biết ông Saulơ rõ ràng và giới thiệu ông Saulơ cho hội thánh của Chúa. Và nhờ đó thì là ông Saulơ trở thành một người thuộc về hội thánh. Cho nên Barnaba này là một người rất là tốt. Ông đến thành Antioch, ông đã phải rời bỏ hội thánh Jerusalem phải không? Ông phải rời bỏ Chipre phải không? Đến một nơi khác để thi hành công tác mà hội thánh giao phó cho. Ông đến nơi thì ông thấy ơn của Đức Chúa Trời. Ông nhận biết rằng Chúa đã cứu những người ngoại bang này. Ông có sự vui mừng. Ông không có thắc mắc là ô, những người này thì sao mà nếp sống của họ như thế nào, như thế nào, hoặc là những người này chưa làm phép cắt bì thì sao. Không thấy. Chúng ta thấy rằng ông chỉ thấy rằng ông khi người đến nơi thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng. Đây là công tác của một người chăm sóc, khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Những người mới tin Chúa thì thường gặp những sự khó khăn, những sự bắt bớ. Gia đình, bạn bè hay chê bai, láng giềng hay hỏi, và nhiều khi cái cám dỗ của xã hội thì rất là nặng nề. Thành phố Antioch là một cái thành phố nổi tiếng về vấn đề đua ngựa, đua xe ngựa. Và vấn đề đua ngựa thì quý vị cũng biết là khi đua ngựa thì có gì? Sự
đánh bài đánh bạc trong đó nữa. Và thứ hai nữa là thờ thần Daphne là một cái thần tình ái, cho nên vấn đề luân lý cũng không có được gì tốt gì cho lắm. Cho nên một người tín đồ tin Chúa tại thành phố Athens này, người tín đồ ngoại đạo tin Chúa thì luôn luôn gặp những sự khó khăn, những sự cám dỗ rất là lớn. Nhưng mà ông Barnaba này đến thì sao? Khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Ông đến để chăm sóc các tín hiệu mới. Cảm ơn Chúa là ông, câu tiếp theo chúng ta thấy bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Phần lớn các hội thánh chúng ta có những cơn cũng buổi truyền giảng tin lành thì có người tin Chúa phải không? Nhưng mà họ có ở lại trong hội thánh không? Không. Cho nên hội thánh không có đông được phải không? Nếu mà tất cả những người tin Chúa rồi mà được vững vàng, được chăm sóc mà ở trong hội thánh thì chắc hội thánh Orange này cũng rất là đông rồi, gấp hai lần không ạ, gấp ba lần không ạ, phải không? Ở thánh Mông Cổ chúng tôi cũng như vậy đó. Khi chúng tôi làm chứng trong các clinic, trong cái phòng y tế đó, tuần nào cũng có người tin Chúa hết cả, nhưng mà hội thánh thì không có đông lên được, tại vì không có sự chăm sóc. Cho nên sau đó thì chúng tôi bắt đầu chú ý đến sự chăm sóc hơn, và theo như lời Kinh Thánh Chúa dạy đây, bây giờ đông người tin theo Chúa. Cho nên việc chứng đạo trước nhất, có sự chứng đạo rồi thì có người tin Chúa rồi, hội thánh đông rồi, thì thứ hai có sự chăm sóc thì sao, hội thánh lại càng đông hơn nữa, tại vì những người đó vào và ở lại chứ không đi ra cửa sau. Cho nên hội thánh của Chúa càng ngày càng được lớn lên. Cho nên tôi không biết hội thánh Chúa tại Orange như thế nào, nhưng mà tôi mong mỏi rằng Chúa sẽ dấy lên trong hội thánh những người giống như là Barnaba ở đây, có ơn là những người lành, là những người có đức tin, là những người đầy Đức Thánh Linh của Chúa để chăm sóc những người mới tin Chúa. Không biết hội thánh của Chúa có đây có những người đó hay không, và chắc chắn là phải có phải không? Cho nên bây giờ xin quý vị cùng quay qua người bên cạnh nói một lần nữa đi, tôi muốn làm người chăm sóc. Cảm ơn Chúa là nếu chúng ta chăm sóc những người khác. Ở đây thì nói, tôi có cái câu thứ hai nói đó là chăm sóc người tin bạn nước trời. Những người này là những người ngoại đạo, nhưng bây giờ tin Chúa rồi thì là sao? Cùng ở trong gia đình chúng ta, bạn của chúng ta ở trong nước trời. Điều thứ ba mà tôi thấy ở trong khúc Kinh Thánh này nói đến, để trở thành một hội thánh truyền giáo gương mẫu như là hội thánh Antibus, thì hội thánh Chúa ở tại đây chuyên cần trong sự học tập lời của Chúa. Ở trong câu tiếp theo 25 cho đến câu 26 thì thấy rằng cái đó Barnaba đi đến thành Tarsơ để tìm Sao-lơ, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch. Tròn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cretian. Cảm ơn Chúa là ông Barnaba này là một người đầy đức tin và đầy Đức Thánh Linh, cho nên có sự khiêm nhường. Ông thấy rằng chà, hội thánh với Chúa bây giờ đông quá, một mình ông không lo nổi, thì ông làm gì? Ông tìm một người giỏi hơn để lo cùng với ông. Và ông đi tìm Sao-lơ là một người ông đã giúp ngày xưa. Và ông khi ông Sao-lơ đến nơi rồi thì sao? Họ ở đó tròn một năm, hai người cùng nhóm hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Hội thánh này có sự chuyên cần trong việc học tập lời của Chúa. Cho nên trong câu tiếp theo, ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cretian. Khi họ đã học tập lời của Chúa rồi, họ tin Chúa rồi thì đời sống của họ thay đổi. Và người ta thấy những người này ngày xưa là những người đánh bạc, ngày xưa là những người lo chơi bời, ngày xưa là những người lộng ngôn, là những người xấu, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ họ là một đời sống mới rồi. Họ đi nhóm lại, họ lo công việc của Chúa, họ ăn nói thật là tốt đẹp. Đời sống của họ thay đổi. Cho nên một người tin Chúa chuyên cần học lời của Chúa rồi thì sao? Đời sống có sự thay đổi và người ta thấy. Không biết là cái chữ Cretian này có ý nghĩa dèm chê hay không? Có thể là dèm chê, nhưng mà thấy đấy là một sự thay đổi. Người tín đồ tin Chúa chuyên cần học tập lời Chúa thì có sự thay đổi. Cho nên tôi không biết là hội thánh của Chúa ở đây vấn đề
có chuyên cần tập lời của Chúa hay không. Tôi chắc là có trường chủ nhật, có các ban ngành hay tất cả. Ở bên Mông Cổ chúng tôi thì gặp những vấn đề này cũng rất là khó. Là tại người Mông Cổ không có sự chuyên cần học tập đâu. Quý vị nhớ cầu nguyện cho. Là người Mông Cổ là người dân du mục, cho nên rày đây mai đó. Họ thích ở một chỗ 3 tháng rồi rời đi chỗ khác. Cho nên đến nhóm Hội Thánh thì họ cũng tưởng là như vậy mà thôi. Tức là cũng vào nhóm lại thì cũng hát, cũng worship, cũng đủ hết. Nhưng mà 3 tháng sau thì lại biến mất. Cho nên không có sự chuyên cần. Cho nên chúng tôi phải rất là cẩn thận trong vấn đề những người tin Chúa này. Sau khi tin Chúa rồi thì ráng làm sao mà đi đến nhà của họ, đến lập những cái nhóm nhỏ để họ có thể học giáo lý chuyên cần trong sự học lời của Chúa để được lớn lên, thì mới có thể vững vàng được sau này được. Bây giờ thì quý vị thấy Hội Thánh của Chúa ở đây có sự chuyên cần hay không? Nếu không có thì quý vị phải quyết định là tôi phải chuyên cần học tập lời của Chúa. Bây giờ quý vị quay qua người bên cạnh và nói đi, tôi sẽ chuyên cần học lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu mà một hội thánh chuyên cần học tập lời của Chúa rồi thì sẽ được trưởng thành. Và một dấu hiệu của trưởng thành là chia sẻ. Chúng ta thấy ở trong cái hội thánh Antioch này, từ câu 27 trở đi thì nói đến một việc chia sẻ của họ. Tức là họ nghe nói rằng sẽ có một cơn đói kém xảy đến, và họ tin lời tiên tri đó, và họ đã tìm cách chia sẻ với những người sẽ bị thiếu thốn. Chưa, cơn đói kém chưa đến. Chúng ta thấy ở đây ở câu 28 nói trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong thời Cơ Lốt trị vì. Muốn chia sẻ cho người khác á, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nhiều khi phải có cái sự gọi là tìm hiểu coi người khác có cần gì không. Và Hội Thánh của Chúa tại Antioch này nghe ông Agabus nói rằng cơn đói kém sẽ xảy đến, thì họ bèn hoạch định, các môn đồ bèn hoạch định, bèn định tùy theo sức riêng mình. Trong câu 29, các môn đồ bèn định mỗi người tùy theo sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em trong xứ Giu-đê. Khi tôi đọc đến chỗ này thì tôi thấy một điều là Hội Thánh Chúa tại Antioch thật là hay. Tức là cơn đói kém này nói là sẽ xảy đến khắp đất, phải không? Khắp đất tức là đâu? Jerusalem có, Judea có, Samari có, thế Antioch có không? Có. Thế họ bèn hoạch định. Họ hoạch định làm gì? Gửi một món tiền bố thí cho anh em mình trong xứ Judea. Chúng ta thấy họ trước hết là lo cho Hội Thánh Chúa ở những nơi khác. Không thấy họ nói đến chuyện họ hoạch định để lo cho Hội Thánh họ gì cả. Lo cho mình trước, họ không thấy nói. Nhưng mà trước hết là họ lo cho Hội Thánh Chúa ở tại những nơi khác. Cảm ơn Chúa, đó là một cái tinh thần hy sinh rất là lớn lao của Hội Thánh Antioch này. Là một thánh đã trưởng thành. Nhiều khi vấn đề dân hiến thì chúng ta thấy rằng vấn đề dân hiến cho những công việc khác thì chúng ta để sau khi lo cho mình xong rồi mới lo cho chỗ khác được, phải không? Nhưng mà Hội Thánh Chúa tại Antioch này ngược lại. Và tôi thấy nhìn cho kỹ hơn nữa thì những người ở tại Antioch này có một tấm lòng biết ơn. Ngày xưa cách đó mấy năm, Hội Thánh Jerusalem đã gửi ông Barnaba đến để giúp họ. Bây giờ họ giúp lại Hội Thánh Chúa tại Jerusalem, tại xứ Giu-đê. Một tinh thần biết ơn thật là đáng quý, phải không? Và một phần tiếp theo nữa là không những là họ chỉ có lòng hy sinh vì tài lực thôi, nhưng mà đọc qua đến đoạn 13 chúng ta sẽ thấy là Hội Thánh Chúa tại Antioch này thật sự trở thành một hội thánh trưởng thành, truyền giáo một cách gương mẫu. Tức là đoạn 13 câu 1 thì nói như thế này: trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Niger,
Lucius người Siren, Malaham là người đồng diễn với vua chi hầu Herod cùng Sauler. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Barnaba và Sauler đặt làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng hội thánh Chúa tại Antioch không những chia sẻ về tài lực rồi, nhưng về tài vật rồi, nhưng mà họ chia sẻ về nhân lực nữa. Tức là trong hội thánh của họ có 5 người hướng dẫn, có 5 thầy giáo sư và tiên tri. Người đứng đầu là ai? Barnaba. Người cuối cùng là ai? Saul. Và khi Chúa kêu gọi họ gửi người đi ra để lo công việc truyền giáo thì họ gửi ai? Barnaba và Saul. 2/5 người hướng dẫn của hội thánh được gửi ra để truyền giáo. Tôi thấy đây là một sự dâng hiến, một sự hy sinh thật là quan trọng, thật là đáng kể, phải không? Không biết là nếu hôm nay hội thánh Chúa ở tại Orange Day, Chúa kêu gọi quý vị gửi giáo sĩ đi ra truyền giáo, quý vị sẽ gửi ai? Gửi người giỏi nhất hay là gửi người giỏi nhất? Gửi người giỏi nhất. Cảm ơn Chúa. Bây giờ quý vị quay qua người bên cạnh đi. Bây giờ nói với người bên cạnh đó là: tôi muốn hội thánh chúng ta chia sẻ. Xin Chúa giúp đỡ cho để hội thánh Chúa tại Orange Day sẽ là một hội thánh giống như hội thánh truyền giáo Antioch ngày xưa, là hội thánh có tinh thần chứng đạo, có sự chăm sóc, chuyên cần học lời Chúa và biết chia sẻ. Không những chia sẻ về tài lực nhưng mà nhân lực nữa. Và tôi tin rằng Chúa sẽ dùng hội thánh Chúa tại đây một cách đặc biệt trong những ngày tới đây. Chúng ta phải mang ơn hội thánh Chúa tại Antioch rất là nhiều, là bởi vì họ trung tín thi hành mạng lệnh của Chúa, gửi Barnaba và Saul, tức là Phaolô, đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới. Và bởi đó công việc Chúa phát triển khắp cả đế quốc La Mã lúc đó, và từ đó là nguồn gốc mà lần lần người Việt Nam chúng ta nghe đến tin lành. Cho nên chúng ta nguồn gốc của chúng ta hay là chúng ta mang ơn, chúng ta phải mang ơn hội thánh Antioch này. Và tôi phải nói rằng hội thánh Chúa ở tại Mông Cổ cũng mang ơn hội thánh quý vị đó, là quý vị có đã gửi chúng tôi đi qua Mông Cổ để hầu việc Chúa. Nhưng mà còn rất là nhiều nơi trên thế giới, như là quý vị thấy trong cái phần sau đây, rất là nhiều nơi trên thế giới hiện tại chưa có người đi ra truyền giáo. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho để trong tương lai từ hội thánh Chúa tại Orange này sẽ có nhiều giáo sĩ đi ra làm công việc của Chúa. Xin cảm ơn.